Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án con 4Z2. Dự án này là mạng Solana mọi người nhé. Dự án này sẽ chia sẻ khoảng 10 triệu 820 nghìn cũng như là 40 triệu cái token HGT. Đây là một cái dự án có hai cái round các bạn nhé. Round 1 là chúng ta làm ở trên nền tảng Glam. Round 2 là chúng ta làm ở trên nền tảng chatbot ở Telegram mọi người nhé. Dự án này sẽ là mạng Solana. Câu hỏi, câu trả lời thì mình đã để ở đây rồi nhé. Mọi người có thể vào đây và copy vào để trả lời nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm ở trên nền tảng chatbot trước nha. Chúng ta chatbot trước nhé. Chúng ta ấn continue nhé. Chúng ta cộng lại nè. Ở đây thì chúng ta sẽ theo dõi một cái group ở trên Telegram. Ấn vào Don nhé. Tiếp tục một group nữa này. Oh, too many rồi. Nhiều quá rồi. Rồi chúng ta quay lại ấn Don tiếp nha. Twitter, Red Twin, Pinner Post cũng như là dán vào tên. Đấy, chúng ta làm bên này trước, sau đấy thì chúng ta làm round 2 sau. Yêu cầu chúng ta phải có ví Solana nha mọi người nhé. Rồi, quay lại. Dự án này cũng đang có khoảng 52.000 thành viên. Đây là cái iROC nè, Red Twin nè. Đấy, Red Twin bình thường thôi. Vào profile chúng ta copy lấy cái tên này nhé. Tên Twitter của mình nhé. Chúng ta dán vào đây. Medium. Medium các bạn theo dõi cũng như là dán vào tên. Đây mọi người ấn follow. Chúng ta ấn lại nhé. Bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn đăng ký nhé. Tại vì là mình đã log out thì bây giờ mình sẽ phải log in lại. Chúng ta ấn vào đây. Có cái tên ở trên này này. Mọi người copy lại cái tên này nhé. Đây, dán vào đây. Rồi discount, mọi người theo dõi discount nhé. Ấn vào đôn. Đôn tiếp, cái này thì mình đã theo cái channel cũng như là Twitter của nó rồi. Đấy, chúng ta log in vào ví này. Copy lại ví này. Đây nhé. Chúng ta ấn vào đây là copy được này. Quay lại ở đây. Dán vào đây nhé. Ấy. Chưa copy được hả? Chạy đi mày. Mày đơ ra vậy. Rồi, coi như xong cái phần chatbot nha. Chúng ta chatbot xong rồi. Đấy, để chúng ta sẽ quay lại cái phần đây. Ở trên này, đít cao thì mình chưa join nhỉ, mình phải join đi nhá. Mấy cái mình join rồi thì cứ thế là ấn tích thôi. Mình hầu như là mình theo hết rồi đấy. Bên cái phần Glam thì chúng ta chỉ cần điền y chang như kiểu bên bot là được. Nó cũng hơn một hai nhiệm vụ gì đấy thôi. Các bạn ấn vào verify nhé. Tích. Rồi ok. Ấn vào đây mọi người ấn tích là phát là nó tích V cho mình này. Cái này cũng flow rồi nè. Red twin rồi nè.
Bài này hình như chưa, bài này chưa. Rồi mấy cái này mình tắt đi thôi nhá. Đấy, tắt đi thôi. Mình làm rồi mà. Ví thì cứ để đấy, tí nữa mình dán vào. Rồi, ấn continue. Ở dưới này chúng ta cái Telegram group thì cũng đã theo rồi này. Đây cũng theo rồi này. Medium cũng theo rồi. Đây chúng ta chờ một ít nữa để nó hiện ra cái nút màu xanh nhá. Thôi hiện thì hiện đi, có 3 giây mà mày chạy 5 giây mà không hiện vậy. TikTok, Facebook, visit, website. Mấy cái này thì chúng ta làm dễ rồi. Mình chỉ cần ấn phát là ấn continue là được. Hơi đau mà đọc white paper nữa. À đây cái này. Đấy, chúng ta ấn vào O vào nhé. Ở dưới question này thì chúng ta sẽ có một cái câu trả lời ở đây. Solana là gì thì cái Solana đây. Chúng ta copy hết cái này lại nhé. Dán vô đây. Continue. Rồi. Ở đây là ví này. Chúng ta copy lấy ví. Rồi cái này thì chúng ta sẽ giới thiệu bạn bè cùng tham gia nhé. Sign up newsletter là chúng ta sign up với cái email của chúng ta đấy. Cái này thì chúng ta sẽ visit ở trên page Facebook và chúng ta theo cho nó cái nhé. Mà cái này xong rồi thì chúng ta tắt đi nhé. Ví coi như là xong rồi nhé. Còn một số cái mạng xã hội thì mọi người có thể làm sao cũng được, không sao cả. Ở đây còn 76 đây nữa mà, thoải mái mọi người nhé. Mọi người chủ yếu là làm cho nó khỏi quên thôi. Chứ thật ra là các bạn sau các bạn làm cũng được nhé. Follow TikTok, Instagram này, mọi người cũng làm luôn đi. Mấy cái này đơn giản thì mình làm luôn nhé. Follow. Quay lại ấn continue nhé. Ở đây TikTok cũng thế này. Bạn nào mà chưa có tài khoản TikTok thì mọi người đăng ký nhé. Một cái tài khoản TikTok. Để chúng ta theo dõi mấy cái mấy cái này. Chúng ta ấn đăng nhập nhé. Chúng ta có thể đăng nhập với cái email của mình này. Thực ra là mình không có dùng TikTok nhiều cho nên là mình không có tài khoản TikTok luôn ấy. Tiếp tục với sao ấy nhỉ? Tiếp tục với Google đi. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ còn một cái này nữa này. Đăng ký cái YouTube channel nhé. Mọi người đăng ký một cái là xong nhé. Lâu vậy. Đấy, thì mọi người ấn follow là được nhé. Ở dưới này này. Còn cái này nữa nhé. Trời ơi, nó chạy 40 giây luôn. Mọi người chờ hết cái thời gian sao tích vào ok là được nha mọi người nhé. Đấy, như thế là hai dự án này mình hướng dẫn xong rồi nhé. Mình sẽ để link ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia dự án này nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.